đúng là tuổi con cọp dữ lắm. Ví dụ đi về muộn, nhậu nhẹt ấy, là về làm dữ lắm. Thậm chí quăng cả đồ ra ngoài cửa luôn. Những cái năm đầu về nói chung là nó rất là ngợp. Có lúc là bực mình lắm luôn. Nhiều lúc bực á, nhiều lúc bực mà mình cũng có gọi là dần mong xúc sáng chén luôn á. Như mẹ nói là không đồng ý nghe là con nói mẹ cứ mặc con đi, hoặc là mẹ cứ kệ con đi. Mẹ chồng cứ sống tốt, cứ yêu thương, mà mình thì cứ ba gai bướng bỉnh như vậy hoài. Thì có nhiêu mình bộc lộ hết nhiêu thì chắc chắn với anh là em không giữ được hạnh phúc gia đình của đúng em rồi. Con dâu cô lại là tuổi con hổ. Dữ lắm. Ngại luôn đúng không? Nhưng mà cũng ấy nghe dần là... dần là nghe là gì đó. Thấy con trai của cô là cũng tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới cưới, thì cũng dẫn về này kia. Con dâu là người Hoa. Ngày xưa ở ngoài Bắc ấy, cô cũng có chơi với mấy người bạn là người Hoa. Cô cũng hiểu về mấy người bạn đó. Thật sự ra là cô cũng có một người em là tuổi con hổ như này, mà nó cũng dữ lắm. Năm 62 á, lúc đầu á thì con dâu của cô về nhà đến chơi mấy con trai này kia thì cũng dễ thương, nhưng mà về sau rồi cưỡng cưới rồi nhiều những cái đúng là tuổi con cọp dữ lắm. Ngoài sau 10 năm rồi mới thấy con ngoan chết. Thì cái lúc đó rồi, nhưng mà nhiều những cái thật sự là đúng là người ta các cụ nói con cọp dữ thiệt. Lúc mới về cọp nó hiền đúng không? Từ nó quen rồi. Quen dần. Học út. Không mà bây giờ em cưa rồi anh ơi. Giờ em thành Nighter ngon nghe. Ngoan rồi. Không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của mình á, chị có ấn tượng điều gì không? Mẹ chồng thì ăn nói nhỏ nhẹ lắm, cho nên là ấn tượng là mẹ rất là hiền dịu. Và đặc biệt là mẹ có 4 người con trai, nên khi mà mẹ thấy con dâu biết mặt là biết lần đầu tiên là dâu trưởng mà dẫn về ra mắt thì là giống như con gái vậy đó, là mẹ cưng lắm, nên là cái ấn tượng đầu thì không có gì. Vui vẻ bình thường. Ấn tượng đầu không có gì bình thường. Nhà cô là trưởng họ nữa. Dạ. Về là phải cúng bái dỗ chẹp này kia là một năm là phải 2 lần. Mà bên nhà chồng chị là nhà cô ấy là trường họ, mà mỗi một năm phải tế cúng này kia, là đâm ra con dâu cô nó về là cũng rất là khó khăn. Vất vả. Nhưng mà khi về làm dâu đó thì mọi việc gia đình dâu làm thế nào? Cô cũng chỉ bảo cho là ở đây bây giờ ngày tuần ngày rằm hay là những cái gì đó là con phải làm, mẹ chỉ cho con phải theo như vậy. Con dâu cô nó cũng nhanh hiểu biết lắm. Tết nước này kia mà nấu thịt đông hay là gói bánh chưng hay là nhà cô là đều làm hết. Hay là gói giò thủ đồ này kia đó. Là con dâu cô cũng làm hết được. Dạ. Lúc đầu thì về chỉ, nhưng mà rồi cũng nhìn cái là biết. Kể cả bây giờ gói bánh chưng cũng biết gói. Dâu là lanh mà. Lành đó. Tại vì dâu trưởng mà anh là phải biết mấy cái đó. Thế là cô cũng hài lòng cái chuyện đó. Dạ. Trong cái mối quan hệ mà mẹ chồng nàng dâu của mình đó cô, thì cô cảm thấy là cô hợp với nàng dâu mình ở điểm gì cô? Nhanh biết lắm, nói một cái là hiểu biết cái công việc này mà sạch sẽ gọn gàng. Dạ. Cô gái này thông minh mà những người thông minh á đều cá tính dữ lắm. Mà cá tính là có gì bực luôn. Bởi vì cô sống tự do mà. Chỉ có mỗi cái là nắm nút mà giận với chồng thì đi làm á. Ví dụ đi về muộn, nhậu nhẹt ấy, là về làm dữ lắm. Thậm chí quăng cả đồ ra ngoài cửa luôn. Chắc cũng hù thôi phải không chị? Không, thật sự là những năm đầu tiên là không có quen đâu anh. Nói chung là bây giờ cũng gần 10 năm rồi thì là cũng quen dần rồi, mình phải thay đổi. Từ cái nóng đó phải chuyển sang cái nguội đầm thắm hơn. Tại vì khi mình đã có gia đình, có con rồi, tuổi càng ngày càng lớn thì phải thay đổi. Chứ những năm đầu tiên thật sự là thời con gái của em á, là em không có sống gần mẹ. Ba em lại mất sớm rồi, mẹ em lại không ở Việt Nam. Cho nên là cái cuộc sống em tự do, em đi đâu em làm gì, không ai ràng buộc được em hết. Đến khi mà em bước vô cái ngưỡng cửa em yêu đương thì nó cũng còn dễ. Tới khi mà em kết hôn, em lập gia đình, em sống với mẹ chồng thì nó lại một mặt khác nữa. Mà nhất là em thì em người Hoa, mà em làm dâu người Bắc thì anh thấy nó là một cái hành trình rất là khó khăn. Tại vì bên mẹ là rất là quy tắc, lễ giáo gia phong, mọi cái là phải đâu ra đó rõ ràng. Thì những cái năm đầu về nói chung là nó rất là ngợp. Có lúc là bực mình lắm luôn. Tại vì ở nhà mình đi đứng nằm ngồi nó thoải mái, mà đây ăn coi nồi ngồi phải coi hướng. Nhiều lúc bực mà mình cũng có gọi là dần mong xúc sáng chén luôn á. Như mẹ nói là không đồng ý nghe là con nói mẹ cứ mặc con đi, hoặc là mẹ cứ kệ con đi. Những cái câu đó vô tình mình người nam thì mình nói mình không nghĩ gì hết, nhưng mà mẹ lại nghĩ là mấy cái từ mà của em nói giống như là đang xúc phạm người lớn vậy đó.
Nhưng mà em thì em nói mà em không nghĩ. Nhiều lúc em cũng làm cho mẹ buồn. Như nhiều lúc con dâu mà nói là cài con đi, mặc con đi. Lặng lắm á. Dạ, lúc đó thì cô sao? Bực lắm á. Cô cũng nói là con phải thay đổi cái câu đó, mẹ không có nghe. Nói ngay lúc đó luôn hả? Thì nghe rồi cũng phân tích nè. Cái câu người Bắc ấy mà nói kệ là rất là lặng này với mẹ. Nhưng quan trọng thái độ nữa. Ừ. Cài con đi. Ừ. Mặc con đi. Ừ. Vậy là còn bực nữa không? Lắm khi nói không vừa ý là đi ra mà đóng cái sầm cửa vào. Khó luôn hả? Ừ. Đã bảo con cọp mà lúc đầu là như vậy. Một lúc đóng sầm cửa thì mẹ sao? Cũng giận lắm, nhưng mà rồi cũng nói là con không được lên làm như vậy, là mẹ thấy là con làm như vậy là xúc phạm mẹ lắm đó. Con nóng thì con cũng nhất là cái câu kệ là người Bắc là nói rồi là... qua lúc đó là hiểu là có lỗi với mẹ, nhưng mà qua rồi thì những lúc mà nóng giận thì sao quên không cũng biết xin lỗi nhận được, nhất là những lúc mà nóng giận mà chồng đi làm về mà tiệc tùng tại chồng em thì làm bên cái lĩnh vực mà xây dựng, thì tối ngày ăn tiệc tùng miết, ăn nhậu miết, cứ là bực bội về cái là nhăn ổng, cái là mẹ nói sao vợ chồng cứ nhăn hoài, thế là bực cái là vòng là coi như là vừa hết luôn á. Ô giờ em gây lộn mà là la chồng em trước mặt mẹ chồng không? Có một lần la lớn, là lần đó là lúc đó là em mới sinh con, xong rồi thời gian là em đang làm mẹ bỉm mà chồng cứ tiệt tùng đi miếng. Thời gian đó thì mình không có hiểu, mới sống chút với chồng mình cứ nghĩ là chắc ông này đi ra đường chắc có mèo rồi, bực bội lắm. Thế là quậy ổng nói nếu mà anh cảm thấy mà sống được sống không được thì ly hôn. Thì là lúc đó cái câu nói của em á đối với mẹ như một cú sốc, tại vì chồng là con trai trưởng mà người Bắc lại không muốn hai vợ chồng mà cưới nhau, là không có muốn mà cái chuyện mà ly hôn xảy ra. Cả lúc đó là giống như là mẹ buồn lắm á, mẹ giống như bị sốc luôn, mẹ không đồng ý với câu nói đó. Nhưng mà rồi mẹ nói do là chắc cái tính của em nóng quá vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà em hạ xuống rồi đó thì mẹ mới kêu lại mẹ nói. Cô giận lắm á con hả? Cũng phân tích cho con, tại vì cái công việc của chồng đi làm là thường như vậy. Khi mà như vậy chồng cũng bớt đi, thấy vợ nóng tính rồi làm như vậy thì sợ bố mẹ buồn. Chứ bình thường là cứ đi đến có khi 12, 1 giờ đi nhậu nhẹt ý. Trong khi đó vợ thì mới sanh con rồi ở nhà. Bị stress á, không có chồng nhà sanh con, không có chồng lo, cô đi nhậu stress á. Lúc đó cô có lo chăm sóc? Có chứ, cô lo chứ. Mẹ chồng lo như mẹ ruột của em. Khi mà em sinh em bé đầu lòng á, thì là cái cách mà cư xử của mẹ đối với em như một người mẹ ruột, quan tâm, lo lắng, yêu thương trong thời gian ở cữ. Có những cái thuốc men, đồ uống, rồi nói là con phải bảo vệ mình như thế này, rồi chăm sóc con này, chăm sóc tỉ mỉ từng ly từng tí luôn, rồi nằm than các loại luôn. Nói chung là mẹ cũng vào Nam, mẹ sống lâu rồi đó, nên là mẹ học hỏi, rồi mẹ bắt mình phải làm theo, rồi chỉ dẫn từng cái luôn, rồi mẹ quan tâm. Lúc đó cảm động, thương mẹ. Rồi bắt đầu đến khi mà em đi làm á, thì là mẹ phụ một tay, mẹ chăm hết hai con cho em luôn. Đến khi em về thì mọi thứ đã xong, hai bé đi học thì là mẹ đón, mẹ quan tâm như là vừa là bà ngoại vừa là bà nội luôn. Những cái như vậy là khiến em mà cảm động, bắt đầu em phải thay đổi em. Lúc đầu thì em nói anh là khoảng 3 năm đầu tiên là phải nói là em muốn là bứt ra để em không muốn ở riêng sống như vậy nữa. Gọi là em thích một mình thôi luôn á. Tại vì mọi cái nè, ở gia đình thì là phải cúng kiến mỗi năm này, rồi Tết nhất em người Hoa là em ăn món của em. Đồ ăn thì em kho cá hay là gì đó em có vị ngọt, còn mẹ đặc biệt mẹ không ăn đồ ngọt, không ăn những cái món ăn mà nấu mà ngọt ngọt thì không ăn. Còn Tết á, nào là thịt đông này, rồi giọt hủ này, bánh chưng này, ngán lắm chứ. Cà pháo mắm tôm thì nó không, em ăn không được. Cứ mở gì nè, rồi cái phụ mẹ làm nhưng mà thực ra là không có thích ăn đâu. Có một lần cái thịt đông á, là mẹ đã làm đông xong mà mẹ ịnh vô cho nó cứng. Thế đấy là giò thủ. Giò thủ á, thì mẹ để vô tủ đông, khi nào mà anh ăn á thì cứ mang ra mình cắt, mình để nó nguội là mình có thể ăn được rồi. Em nói mang trong tủ lạnh ra nó lạnh ngắt vậy sao ăn. Thế là cả cục đó. Em bỏ vô cái nồi em chưng lên một hồi rã ra hết, nó rã nát ra miếng nào ra miếng đó. Trời, mẹ nói mùng một Tết con làm công nhận có nếp ghê. Thế là bà con đồ kéo nhau về ăn cái nồi nó quen đó, dở khóc dở cười luôn anh. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc mình đã quen với cái phong tục ở trong nhà chồng mình rồi phải không chị? Bây giờ thì cái nào chị cũng làm được hết à. Ăn được luôn rồi. Tại vì sống 10 năm mình phải làm quen với 10 năm món. Rồi, dạ. Đâu đơn giản. Bây giờ gói bánh chưng cũng giỏi lắm. Dạ. Qua cái quá trình 10 năm như thế thì mình cảm giác là mình còn có những cái điều gì mà có lỗi với mẹ chồng mà mình chưa nói ra không? Hồi lúc trước thì có đó, nóng tính lắm, nói là làm thẳng tay luôn, không muốn suy nghĩ gì hết trơn.
Nhưng mà dần dần rồi bằng tình thương của mẹ, tại vì mẹ nói á, mẹ thương con dâu cũng như là con ruột của mẹ. Thậm chí là ba người con dâu mẹ đều thương bằng nhau cả. Tại vì mẹ rất là khao khát mẹ có được một đứa con gái. Nhưng mà xui cho mẹ đẻ toàn 4 thằng nam hết. Xui cho mẹ. Cho nên là tình thương của mẹ lúc nào cũng dành trọn vẹn cho tụi con hết. Thì cái nóng của em mà cái nguội, cái tình thương của mẹ cứ lấp đầy. Dần dần thì bây giờ mẹ chồng và nàng dâu thân thiện hơn. Như bây giờ ha, Tết nhất là mẹ rủ đi mua sắm, mua hoa, mua đồ, mua đồ, tất cả những cái trưng bày trong nhà. Mẹ có mắt thẩm mỹ, mẹ mặc đồ đẹp, nên là hai mẹ con có cái gu thời trang giống nhau. Tết là dụ nhau đi mua sắm vậy đó, thân thiện như đôi bạn. Nhưng mà mẹ cũng là hay đó, mẹ biết kiềm chế, mẹ biết chia sẻ. Chứ nếu mà mẹ chồng khác mà kiểu em nóng đó, mẹ em nói này nói kia là coi chết như cắt luôn á. Chết lâu rồi anh Quyền Linh ơi, chắc tiêu rồi. Chắc tiêu rồi, dạ. Chứ không kéo dài tới 10 năm đâu, dạ. Đây là một người cũng rất là hiểu, đôi khi cũng chịu đựng hy sinh chút á ha. Thương con, thương cháu, mới lại không có con gái. Nhưng mà ở chị là có điểm gì mà cô chưa hài lòng không cô? Trước đây thì cô cũng đã trình bày với lại gần dạ. Chưa hài lòng. Nhưng mà dần dần thì con dâu cũng hiểu, dạ. Khi mà đi làm về thì mẹ đã cơm nước rồi, lo cho các cháu rồi, đâm ra về không phải đụng chạm thì đến là cũng mừng. Yeah. Với lại cô tuy là tuổi lớn nhưng mà cô có cái sức khỏe. Ví dụ con dâu cô mà đi làm về, ví dụ có mướn người cũng chưa chắc bằng mẹ bà nội lo cho con cháu. Gọn gàng thì là quần áo thì tắm rửa sạch sẽ rồi, con dâu với con trai về là như vậy, làm sao mà còn đúng rồi. Không hài lòng được nữa. Đúng rồi. Có bao giờ con dâu nó đụng đến cháu? Có nội. Những ví dụ như là nghỉ, ngày nào nghỉ thì ở nhà con dâu nó chăm. Bây giờ nó đánh con cháu của mình chưa? Có, đánh giữ nắm lúc mà hai đứa nhỏ nó cũng nghịch. Hai đứa con nó cũng nghịch lắm. Nắm lúc nó hét lên như lửa. Chồng mà còn muốn rủ ra khỏi nhà rồi chú hỏi sao mà con hét dữ lắm. Phải vậy mới sợ phải không chị? Nhưng mà những lúc mà em đánh con á, đánh cháu đó, bà nội có can gì không hay là có giận gì không? Có chứ. Mẹ cực kỳ binh tráng. Coi như mấy đứa nhỏ chạy ra đằng sau đứng ôm bà nội cứu con đó. Thế là mẹ nó không dám. Nói chung giữa mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng có một sự nhịn nhục lẫn nhau, dạ. Thì mới cho qua tất cả mọi chuyện. Mẹ chồng cứ sống tốt, cứ yêu thương, mà mình thì cứ ba gai bướng bỉnh như vậy hoài. Thì có bao nhiêu mình bộc lộ hết nhiêu thì chắc chắn với anh là em không giữ được hạnh phúc gia đình của đúng em rồi. Một cái chặng đường 10 năm cũng trải qua nhiều sóng gió, dạ. Những cái năm đầu tiên ha. Bây giờ thì mẹ chồng nàng dâu quá hiểu nhau rồi quá. Thì ngày hôm nay đó, qua cái quá trình đó thì chúng ta có muốn mẹ mình thay đổi điều gì không? Dạ, mẹ em thì trước giờ vẫn hiền không vậy. Chỉ có một cái tội là binh cháu thôi. Cái tội binh cháu? Binh cháu lắm, không cho đụng đến cháu của bà. Không, chị cũng phải thông cảm cho bà nội. Chị đã giữ rồi, cho bà nội binh cháu. Chú có cái tội. Anh ở nhà mà có bà nội chỉ cần anh nhớ mới cày lên thôi nha. Là mẹ nói đừng, bà dắt đi ăn bánh, mua bánh, đi chơi vòng vòng đó, vậy đó là xong. Có nhiêu đó thôi đó hả? Ừ. Không biết là mẹ chồng có mong muốn nàng dâu của mình thay đổi điều gì nữa không? Nói chung ra là bây giờ con dâu cô nó cũng biết hết rồi. Có muốn con dâu mình thay đổi một cái điều gì đó không? Không, bây giờ là cô rất là phải nguyện là con dâu của cô là được. Rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô với lại em gái ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện rất là vui ha. Dạ. Nói chung là sóng gió trong gia đình nào cũng có. Một người mẹ chồng rất là nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết câu chuyện. Một con dâu nóng nảy như con cọp vậy rồi cuối cùng cũng phải quỳ ngã trước mẹ chồng này thôi. Dạ. Và cuối cùng cũng hiểu và thay đổi. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Quyền Linh và MC Lê Lộc đã giúp cho mẹ con em hôm nay có cái dịp để trao đổi và nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Trời, chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Chúc cho gia đình chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình để nhớ lúc nào đó có gặp Lê Lộc, Quyền Linh ha. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đón xem cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai sẽ kể câu chuyện như thế nào đây ạ. Người ta thì bà già chồng cho dâu ra riêng, còn này thì mình tự ra riêng để nhà đó cho vợ chồng nó ở.
sửa soạn cho mình trơn à. Lúc đầu thì mình thấy ngại nhưng sau thì thấy rất thích. Thì hợp nhau cái chỗ là nói về chồng, nói hồi nói về chồng mày với chồng tao giống hệt thôi, khỏi nói. Xin mời. À, mẹ chồng dâu đẹp quá. À, dạ, chào cô. Chào cô. Chào em gái. Dạ, chào chị. Rồi, mời cô ngồi. Đẹp quá, hai mẹ chồng mặc cùng áo luôn hả? Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc và khán giả. Dạ, dạ. Tôi tên là Võ Thị Kim Phụng, 58 tuổi, dạ. Đến từ Vĩnh Long. Dạ, dạ. Xin mời chị ạ. À, chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. À, em là Nguyễn Thị Hồng Cúc, 32 tuổi, là nhân viên bưu điện. Làm dâu của mẹ Phụng được 10 năm. Wow, có một bé trai 9 tuổi. Oh. Hai bộ đồ này là hai mẹ con mình may cái chị? Này là có nhà tài trợ. Quá à, đứa em có nghĩa ha. Cái nó nghe nó đi thi cái nó động viên quá trời, nó nói chị cứ tham gia đi, em tài trợ đồ cho. Trời ơi đẹp quá. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình cách đây 10 năm đó, cô cảm giác như thế nào về người con gái này? Dâu này là làm mai chứ dạ. Tụi nó không có quen trước, tại vì thằng trai á nó cũng quen chỗ này chỗ kia mà mình thấy nó không dữ á. Dạ. Cái nói thôi để mẹ kiếm cho con. Cái nó nói à, mẹ kiếm mà con coi được mới được nha. Cái bữa đó con nhỏ cháu nó dẫn nhỏ này đi mua sầu riêng. Cái lại nhà mình á, cái thấy nó trời nhỏ này kinh dài là thấy kết liền rồi. Tại con mình nó lùn à. Mình muốn lai giống đi. Thấy cái hỏi thăm tới luôn. Dạ. Cái hỏi số điện thoại của bên chị xui á, gợi ý nói thẳng luôn. Nói giờ tôi thấy con gái chị tôi thương quá. Chị nếu mà chị gả tôi cho hai đứa nó gặp nhau. Rồi cái chị nói ừ thì cho nó hai đứa tìm hiểu rồi cái hai đứa gặp nhau. Tình yêu từ mối sầu riêng á. Còn không biết với chị thì sao nhờ? Lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng chị cảm giác như thế nào? Lần đó xuống thì gặp mẹ cũng không biết, tại vì chị lừa xuống. À, dụ xuống cho đầy con mắt. À vậy á hả? Thì vô thì hai người đá với nhau hết là không có sầu riêng hết rồi. Thì vô cái mẹ rủ nhà ngồi chơi uống nước, mẹ cũng hỏi nhiều lắm, hỏi tuổi, hỏi đi học, hỏi làm gì tùm lum dần vậy đó. Lần đầu gặp mẹ thì thấy mẹ cũng vui vẻ, thấy cũng thích. Cũng thích mẹ chồng vui vẻ hay là thích ông chồng? Dạ tụi là nó chưa biết, lúc đó tụi nó chưa biết mặt chưa nhau. Biết chồng chưa biết luôn. Chưa biết. Thấy mẹ trên này điện xuống với mẹ thì điện hoài à. Điện mà nghe riết thôi chịu đại. Chịu đại hả? Chịu đại. Rồi gặp ổng có ưng không? Thì gặp thì thấy cũng được. Thôi cũng chịu. Cũng chịu nhưng mà cưới nhau về bao nhiêu lâu bắt đầu mới yêu? Nếu mà nói yêu thì chắc cũng vài năm đây thôi. Là mình đã có con. Tại vì khi sống về mới biết. Ừ, lòi cái này ra, lòi cái kia ra. Chấp nhận rồi. Dễ sợ không? Coi như là gạo nó thành cơm rồi đó. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi lúc về làm dâu đó, rồi cô con dâu lúc đó cũng chưa yêu chồng nữa, rồi có hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với mẹ chồng không? Không, dâu thì rất là tốt. Đầu tiên bữa đầu về cưới về cái đám cưới rồi thì ai cũng mệt mỏi hết á. Cái nói thôi đi, tới tối mới bắt đầu dẹp dọn xong, nói thôi đi bỏ đi, bây giờ đi ngủ hết đi rồi sáng rồi bắt đầu mình hãy tính. Sáng ngủ vô mạnh này lấy ngủ quất một giấc cái 6 giờ mình giật mình thức dậy, cái mình nghe im re à, nói trời ơi dâu nó chưa thức, mình giờ mình đi ra thì thấy nó tội nghiệp nó quê, thôi giờ mình ráng mình nằm chút nữa đi cho nó dâu nó ra rồi mình hả ra. Cái ráng nằm ráng hoài cái chịu hết nổi rồi thôi đi ra đại, nghe nó im ru thì tính là ngủ. Bước ra sau hè là thấy văng văng hai sào đồ dọn dẹp bóng luôn, không biết nó thức hồi nào nữa. Là chị thức hồi nào chị? Sắp cũng sớm không nó nhớ. Giỏi lắm. Tôi ngạc nhiên luôn á, tôi nói trời ơi nhỏ này nó giỏi dữ vậy trời, giỏi hơn mẹ chồng nó luôn. Biết bao giờ dọn dẹp giặt đồ nữa. Mà cứ mình nghĩ rằng nó chưa thức, mình cứ nằm mình đợi là nó hoài. Nó mắc cỡ chưa có quen chồng rồi xong rồi giấc ngủ không được. Ngủ không được. Về một cái nhà người lạ mà gần như chưa quen luôn thì em có một cái gì nó khó khăn không? Thì nói chung thì về thì cũng ngại, cũng ít nói lắm. Rồi mẹ rồi. Được cái mà mẹ tâm lý á, mẹ hỏi ăn uống rồi buồn mẹ kêu về dưới chơi đi, thấy buồn là kêu đi chơi hoặc là đi ăn uống gì cũng cho chứ. Rồi giờ mẹ chồng có tạo điều kiện cho chị gắn kết với chồng không? Có, như là đi đám hay gì đó là mẹ soạn đồ cho đi.
chung với chồng chứ không cho chồng đi riêng mình nữa. Rồi thường thường á em thấy á mấy bà mẹ chồng á hay mua đồ lót đồ cho mình á, không mẹ chồng này có mua không? Có, nhà thì lúc trước nhỏ em chưa chồng thì ba mẹ con là ba màu. Cưng dâu lắm, thương lắm, tại vì mình chọn mà. Đúng rồi. Thấy nó chân dài là mình thích rồi, tại vì nhà mình lùn không à. Dạ. Bởi vậy mới like ra được thằng cháu nội cao ráo. Rồi về nhà là hai mẹ con mình cũng khá hợp đúng không chị? Cũng hợp. Hợp nhất là cái gì? Hợp nhất là chắc em thì ở với mẹ thì mẹ cũng ít sửa soạn lắm. Cái lên thì mẹ nói chung là mẹ sửa soạn cho mình trơn à. Lúc đầu thì mình thấy ngại nhưng sau thì nó chắc thích. Lúc đó gặp nó quê á. Dạ. Cái nhìn thấy nó tội nghiệp lắm, nó mà nhà là gia giáo cho nên cái cuộc sống nó khác hẳn nè. Tôi ở đây thì mình thoáng lắm, rất là xì tin. Còn dâu thì ít nấu mà cái tính theo cái gia đình ở dưới á. Cho nên nó cũng khó á, nó không có thoải mái. Cô cảm giác có điều gì mà không hợp với con dâu mình không? Thì có cái là nó ít nói, rồi ăn uống nó cũng khó khăn hơn, nó kén ăn á, như là cá mà da trơn thì không ăn, rồi mắm không ăn cũng khó. Nhưng mà ở riêng như là nó sanh đứa nhỏ được tháng rưỡi rồi tụi tôi ra riêng. Người ta thì bà già chồng cho dâu ra riêng, còn này thì mình tự ra riêng để nhà đó cho vợ chồng nó ở. À, tại vì mình buôn bán á, rồi tụi nó đi làm thì nhà đó thì ở trong hẻm thì thôi nó đi làm đóng cửa nó đi được. Rồi mình phải ra riêng cái nhà mặt tiền để buôn bán. Rồi giờ ở riêng là không có chứ. Ừ. Em có thường xuyên tâm sự với mẹ chồng không? Dạ có, tại vì chiều là em phải về em rước con cho mẹ. Thường ở chơi cũng cả tiếng mấy mới về ngoài này. Thì hợp nhau cái chỗ là tâm sự cái là nói về chồng. Chồng con vậy đó mẹ. Nói hồi nói về chồng mày với chồng tao giống thịt thôi khỏi nói. Hay á, chồng mày với chồng tao y chang nhau à. Rồi lỡ mà hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau á cô, thì cô hòa giải làm sao cô? Cô chửi thẳng trời, tối túi bụi luôn. Dạ. Cô binh dâu không à? Dạ. Cô nói đuổi nó đi. Rồi mẹ con cứ sống nhà này nè. Con nhỏ này nó nhà của ảnh để anh ở. Nó không, tao cho mày, tao không có cho thằng kia. Chị ơi, có bao giờ mà mẹ chồng làm cái điều gì đó mà khiến cho chị buồn tuổi không? Không, nói chung là mẹ tâm lý lắm, không có cái gì hết. Thì chắc có em thì nhiều khi em nói những từ hay những câu gì đó lỡ lời thôi mà không thấy mẹ la, không biết có không. Nhiều khi nó nói mình cũng hơi thấy kỳ mà thôi kệ nó đi, nó nhỏ mà nó nói vậy nó cũng như là mình thương nó quá. Dạ. Người ta nói thương thì trái ấu cũng tròn. Cho nên là thấy cái gì nó cũng được hết trơn á. Thấy nó tội nghiệp, nó không có quen người tự nhiên người cưới về rồi nó gì con trai mình thì nó nậu ngay, cái gì cũng được hết trơn. Có cái nó nhậu quá tay đi, rồi nhỏ này đêm nào cũng thức trong đợi chồng á. Thấy tội, nó thế mình. Hồi đó thì mình đợi, cái giờ mình sợ quá mình ra riêng mình trốn. Trách nhiệm nó đẩy đùng cho nó luôn. Đúng rồi, mẹ chồng rất là tâm lý. Dạ. Rất là yêu thương con dâu bởi vì con nó gánh giúp cho mình mà. Đó, bởi vậy nay nhân cái chương trình này lên đây để cảm ơn con dâu. Cảm ơn nhiều lắm, nó gánh cho mình đủ thứ hết. Trời đất ơi. Cái tính mà mua sắm tiêu xài hai mẹ con có hợp nhau không? Chắc không được hợp đâu. Tại vì con này nó cũng hà tiện. Còn mẹ thì nhiều khi thấy gì thích mua về. Nhiều khi không xài cũng mua nữa. Rồi cũng mua sắm cho con dâu, thấy cái gì đẹp thì mua. Mà không giữ ý nó. Nhiều khi mặt không hợp. Đúng rồi, mình thích mình nói đẹp nhưng mà nó nói không đẹp. À. Rồi thôi mình thấy vậy thôi để tự nó mua đi, giờ không mua nữa. Đúng rồi đó. Mà nó cái tính nó là thẳng thắn lắm, sòng phẳng lắm. Nó đưa con nó vô mình giữ, đưa đi học mà tới tháng cái nó lấy tiền nó trả. Không lấy á thì nó một hai là nó nói mẹ phải lấy, là lấy cho cháu ngoại nó, cháu nội nó thôi cho bà nội cho con quá ổng, cũng dứt khoát không cho thằng cháu lấy luôn, là mẹ phải lấy cái phần tiền đó. Mà mình biết nó cũng hơi khó khăn, mà mình giờ mình còn lo được thì để mình lo cho cháu đi. Nó nhất khoát là phải mẹ phải lấy đi, chứ còn mẹ không lấy là con không chịu, là cái tánh sòng phẳng vậy đó. Ôi giờ áp lực quá giữa chồng với em mà em khóc với mẹ chồng không? Có, lúc đó là hai chồng cũng cự, cũng buồn lắm. Cũng tính về với mẹ, mà nghĩ mình về với mẹ thì sao mẹ buồn. Ừ, bởi vậy lên đây nè, nó mới nhớ là chương trình, nói với chương trình là có gì con cứ thoải mái nói đi. Nó giấu không hà, nó chịu đựng, con nhỏ này nó chịu đựng lắm. Nó nín hình, nó sợ mình buồn. Ừ. Rồi nó nín hình, cái mình thấy trong lòng mình cũng lo nó. Biết rằng mẹ cũng buồn nhưng mà mình nói để cho nó khuây khỏa, nó khuây khỏa đó. Yeah. Vì khi mình giữ trong lòng những cái điều không tốt nhiều quá nó cũng khó chịu trong người. Tại vì lúc trước á thì em không nói, mẹ thấy buồn thì mẹ hỏi thì mới nói. Nhưng giờ thì có thằng nhỏ, con trai lớn á,
vô mét hết à. Hôm qua thằng cháu nội nó nói là nó nghe mình nói chuyện với nhỏ bạn, nó mời tao đi tham gia chương trình đó đó, mà cái nó gọi con dâu mày nói gì, cái nó không biết nó nói gì nữa. Cái thằng cháu nội nói rằng bà nội giận sao, mẹ nói mà bà không dám nói sợ bà nội giận. Nói đại ra đi. Nó tự nhiên nó lên tiếng vậy, nó nghe mình nói chuyện với bạn mình mà nó nói vậy đó. Nói đi, giờ mình nói với bà nội có giận không? Không có giận, không. Thấy chưa? Mình lên đây để mình giải tỏ tâm lý nhau, cái gì để mình sửa đổi chứ đâu có phải chỉ trích gì đâu mà con sợ. Đúng rồi đó. Đâu em có cái gì mà buồn lòng mẹ hay là muốn gì để chia sẻ hôm nay mẹ nói với mẹ đi. Chắc nói chung thì làm dâu mẹ 10 năm á, không có cái gì để mà buồn mẹ hết á. Nói chung là mẹ tâm lý lắm, lo đủ thứ hết trơn à. Nếu mà nó buồn thì không có buồn. Nhưng có điều gì khó nói em cứ nói đi. Tại sao em lại xúc động đến như vậy? Tại nhiều khi vợ chồng em lớn rồi, nhưng mà lo làm cái gì cũng để mẹ cha buồn hết trơn á. Tại vì trong ngoài nó lo không, nó giỏi lắm, vừa công việc vừa cái gì nó cũng lo hết. Mỗi lần nó than, nó khóc là nó khóc nhiều, mẹ chồng khóc nhiều. Cho nên nó thấy vậy nên nó không dám nói. Chứ mình biết tâm lý đó nhưng mà mình không dám hỏi. Thì cũng nói chung là cũng vợ chồng thôi, chuyện vợ chồng đó thôi. Chồng nó thì bây giờ cũng thương nó lắm, mà có một cái thì thích nhậu, rồi ở nhà thì trông đợi rồi lo lắng, rồi về nhiều khi nhậu thì cằn nhằn, thì có rượu vô thì nó nóng tính thì nó cự lợi. Nhưng cô không chủ động để nói chuyện với con dâu mình, để chia sẻ những khó khăn, những cái gọi là gì nó nằm trong lòng con dâu mình á. Cô không chủ động điều đó. Thấy nó buồn mình biết, nhưng mà đợi nó nói, hỏi ra sợ nó buồn, nhiều khi sao nó cũng đâu giấu nữa. Theo Linh nghĩ là mình hỏi đại đi, mình tấn công giống như sao đi, cô nói đi giống như nãy giờ đó. Nhiều khi nói ra giải tỏa đó, nãy giờ mới nhắc thôi là nước mắt đã rơi rồi. Vì thì chắc chắn trong lòng con dâu vẫn có những cái điều mà rất là khó nói. Chia sẻ nhiều với mẹ chồng đi em. Anh thấy mẹ chồng là một người rất là gần gũi đó. Chứ mình càng giấu trong lòng mình khổ của mình đó. Dạ. Mẹ chồng thương em lắm mà, đúng không? Dạ đúng. Thiệt, thương dữ lắm, thương như gái vậy. Thương nãy giờ nói chuyện là biết rồi, rất nhưng thương mà thằng mình dâu. Nghĩ là mình nhờ nó nhiều hơn gái. Gái có chồng dạ, nó đi theo chồng rồi. Rồi nó đau bệnh thì một tay nó thôi, nó lo hết. Bởi vậy thương nó nhiều, nói con trai hoài à. Tao chỉ biết con dâu này thôi nha, không biết dâu nào khác hơn hết trơn á. Nó mà có gì tao đuổi mày đi luôn. Một lần nó giận, cái nó giận chồng nó vô nói đi về dưới ở đi, về dưới đi để mẹ tính. Nó này nó sợ ba mẹ dưới buồn, nó không muốn về. Nó đuổi đi về, con cứ về dưới ở đi. Cái về dưới ở rồi cái bắt đầu thằng con về. Nó bây giờ mày làm sao mày xuống mày năn nỉ, mày rước nó về cho tao. Mày không rước nó về là tao đuổi mày đi luôn. Giá nào cũng phải rước nó về. Để cho thằng chồng đi xuống dưới năn nỉ rước về. Đấy. Mình tạo điều kiện vậy đó mà cho nó lo. Thì cô làm sao tạo điều kiện nhiều hơn nữa và nói với con mình nhiều hơn nữa, hãy yêu thương người phụ nữ này. Bởi vì cô ấy có một cái đức tính rất là tốt, thương yêu chồng con, chăm sóc mẹ chồng, yêu thương cả gia đình luôn. Giỏi lắm. Rồi hôm nay thì chồng em có gửi lá thư đây, không biết nói cái gì. Chà, anh sẽ đọc đây ha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chương trình rất nhiều, đã tạo điều kiện cho tôi có thể nói lên những lời mà tưởng rằng dễ dàng nói ra trước mặt mẹ và vợ hàng ngày. Thế nhưng không nói được nên hôm nay có dịp để nói. Chào mẹ của con. Con biết trong thời gian qua con đã làm cho mẹ buồn, đau lòng, cũng có lúc khóc vì con. Con xin lỗi mẹ. Đó là lời mà con muốn nói với mẹ rất lâu rồi. Con hứa con sẽ cố gắng thay đổi để mẹ lúc nào cũng vui vẻ, để có nhiều sức khỏe sống bên con cháu. Còn vợ à, anh cũng xin lỗi em và cảm ơn em luôn ở bên cạnh anh và con. Anh cũng hứa với em là anh sẽ thay đổi hết những gì mà em không thích và cố gắng hiểu em và yêu em nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để cuộc sống vợ chồng mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh lúc nào cũng yêu em. Xin cảm ơn chương trình. Nó yêu cái cười tươi liền phải không? À, có bao giờ chồng em nói vậy chưa? Dạ cũng có, nhưng mà nói những lúc xỉnh thôi. Trời ơi, xỉnh thì không nói. Chắc không biết quá thương thì lúc xỉnh hay lúc bệnh. Hôm nay thì cô cũng muốn nói điều gì, muốn con dâu mình thay đổi gì không? Cứ nói con dâu là cứ sống thoáng đi, thoải mái đi mẹ, rồi rất là dễ. Đừng có giữ kẻ là khách sáo gì hết. Rồi cái gì mẹ nói đưa tiền, mẹ nói mẹ không lấy thì cứ việc cất đi. Chừng nào mẹ cần thì mẹ hỏi.
chứ đừng có mà ép ép mẹ lấy hoài. Cái tánh mình thì ép hoài thảy qua thảy lợi thôi, lấy cho rồi đi, thảy hoài. Không biết là hôm nay chị có mong muốn điều gì ở mẹ chồng không, hoặc là có điều gì gửi gắm đến anh chồng hay không? Đối với mẹ thì em chỉ muốn mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, yêu thương gia đình em như từ trước tới giờ. Còn đối với ông xã thì chỉ mong anh bớt ăn nhậu lại, quan tâm vợ con nhiều hơn. Dạ, cảm ơn hai mẹ con. Hai mẹ con đứng về ôm nhau cái nào. À, đó. Bao lâu mình mới ôm nhau lần như thế? Nào giờ mới ôm. Trời ơi. Rất yêu thương dâu, dâu cũng yêu thương nhưng mà không ôm nhau. Thường ôm nhau mình tạo một cái tình cảm gần nhau hơn. Cảm ơn hai mẹ con đã tham gia chương trình. Một kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Con em nó không có được mập. Thì nó kiểu nó tạng người nó là mình dây á. Thì nhiều khi bà hay nói là ở sao hôm nay nó ốm quá vậy, thì cũng hơi buồn mẹ, nhưng mà nghĩ là tại vì bà thương cháu. Xin mời. Từ mẹ. Dạ chào cô, mời cô ngồi. Dạ chào cô, chào chị. Xin chào Linh. Dạ, dạ chào. Tôi tên là Ngô Thị Ngọc Thủy, ở Sóc Trăng, là lập làm vườn, năm nay 60 tuổi. Cô ở huyện nào Sóc Trăng cô? Ở huyện Cù Lao Dung á. À, Cù Lao Dung tức là đi qua đò đúng không? Qua phà. Dạ, qua chiếc phà nữa. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Chào khán giả của chương trình. À, chào chú Quyền Linh với chị Lê Lộc. À, con tên là Mã Thị Bích Nhung, năm nay 22 tuổi. Con ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay làm dâu được mẹ gần 2 năm. Mình có mấy cháu rồi hả? Được một cháu, năm nay 11 tháng. À. Những ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận thế nào, ấn tượng thế nào về cô gái này? Mới đầu thì về thấy nó được, nên nó hợp ý với tôi. Nhưng mà cái thứ nữa là nó đẹp, nói chuyện ăn nói đàng hoàng. Biết kẻ lớn người nhỏ, thành ra vậy thôi cho con mình cưới. Hay quá, có đủ tính chất của một người phụ nữ luôn ha. Đúng. Còn chị, khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Ấn tượng lắm luôn á. Tại vì giống như là nghĩ là mẹ mình khó lắm, nhưng mà về vô thấy mẹ thoải mái, mẹ dễ chịu. Thế là mẹ chịu nhậu. Ơ, hả? Mẹ chịu nhậu. Dạ đúng rồi. Nhậu dữ không? Dạ nhậu dữ lắm. Tại vì thay vì ở dưới miền Tây á thì là có đàn ông tiếp khách, nhưng mà ở đây thì cha không có biết uống rượu, thì mẹ ra mẹ uống thế. Có rồi, hai mẹ con nhậu chung không? Dạ có. Cái ngày đầu tiên mới về thì hôm đó là cái đám giỗ. Xong rồi sáng thì hai mẹ con cũng lu bu công việc, không có ngồi nói chuyện được. Xong tới tối bắt đầu mới là bạn bè trong gia đình ngồi lại ăn với nhau á. Thì lúc đó là em cũng uống rồi, cũng ngà ngà rồi. Cái mẹ mới ra, nó nói thôi mẹ ơi uống với con ly. Xong mẹ nói ừ thì uống thì uống. Nói chung là mẹ chịu chơi lắm, chứ mẹ không có khắt khe như cái lúc ban đầu nào nghĩ. Uống xong mẹ nói ơi vô mày. À mày vô một cái không? Dạ. Cô dâu cô với cô tủ lượng ngang nhau không? Không. Ngang chứ không ngang được đâu chị Đường Linh. Tại vì nó là nói gì nó thôi, nó vui gì thôi, chứ nó uống sao bằng. Trời ơi, vậy là tủ lượng của cô là cao nhất là bao nhiêu? Trời ơi, nói gì thôi cũng xị thôi. Hai mẹ con mình ở nhà có hay tâm sự nói chuyện với nhau không? Không, em ít lắm. Tại vì kiểu em là không có chịu chia sẻ nhiều với mẹ. Thì hôm nay cái chương trình này nè là xém mất phần rồi. Tại vì mẹ rủ chị dâu đầu tiên đi, không có rủ em. À đó, xong rồi cái suy nghĩ nói thôi rủ chồng, nói là chồng ơi giờ không ấy rủ mẹ đi thử coi. Thì lúc đó mẹ cũng chưa có rủ, nhưng mà chị thứ tư á chị mới nói là ủa hôm bữa mẹ rủ chị Trinh chứ không có rủ cưng. Cũng buồn mẹ cũng buồn. Ý là có hai con dâu mà không rủ mình cũng buồn. Rồi cuối cùng sao em đi? Dạ thì nghĩ thôi kệ đi, lên đại có sao đâu, giờ chị kia không đi mình đi. À, chị kia không chịu mình mới được đi á. Duyên số rồi ha. Dạ. Những cái ngày đầu về làm dâu đó, thì cô thấy con dâu mình có làm tốt nhiệm vụ không? Tốt cũng có, mà xấu cũng có. Nó mới về nó không có biết, cũng như bà con lại nó không biết. Yeah. Rồi nó không có chào hỏi. Cái mình, bà vợ chồng mình phải gầy dạy nó. Nói con về đây là coi như con không hỏi, nhưng mà cô bác lại con phải gật đầu. Cười cái gật đầu là được rồi, là có dặn dò cho dâu vậy. Buồn buồn cái đó vậy thôi, chứ không có buồn, nó không có làm gì, nó đâu có ở chung với mình nhiều đâu, buồn nhiều. Nhưng mà từ đây về tới chưa biết làm sao. Nhưng mà lý do sao mà em về với em ngại, sao không chào ai chứ vậy? Dạ đúng rồi, ngại. Với lại không có biết ai hết trơn á, làm lũi lũi. Nhưng mà giờ chắc mình đã quen mặt nhau hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Gặp thì gật đầu chào hỏi.
Tại vì cù lao Dung nó cũng có cái cù lao mà cũng quen biết từ đầu xóm tới cuối xóm mà. Ở đó người ta trồng mía nhiều lắm, thấy không? Nhưng mà từ ở thành phố mà về làm dâu ở cù lao Dung xa như vậy á, có ở đó có buồn không? Dạ buồn chứ. Tại vì đi cũng không có được đi đâu chơi nhiều. Cái chỗ đi chơi xa quá mà tối ra mũi cắn. Đúng thôi rồi. Dạ. Hai mẹ con có cái điều gì đó mà khó hiểu nhau hay là mâu thuẫn với nhau chưa? Cũng chưa. Ý là tại vì hai mẹ con không có nói chuyện. Tại vì em là con dâu nhưng mà em chưa có gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ nhiều, không có tâm sự. Thành ra là mẹ rủ chị dâu thứ hai là như vậy á. Tại vì chị dâu đầu tiên á thì hay gọi điện về, hay nói chuyện với mẹ tỉ tê. Còn mình thì không có, cứ là đi làm về xong thôi bấm điện thoại xong cái không có gọi cho mẹ. Thì từ ngày mẹ xài Facebook cũng ít có gọi cho mẹ lắm, chỉ có mẹ gọi thôi. Nhưng mà cái điều gì làm cho mình e ngại? Tại không biết nói chuyện gì hết. Thấy chưa, mình thiệt, thua thiệt người ta là chỗ đó. Dạ. Mình cũng tập để hỏi mẹ coi sao, thì hỏi mẹ khỏe không, mẹ sáng giờ sao, có nhậu nhiều không, ví dụ vậy không. Cô thấy con dâu mình nó vậy, cô có buồn gì không? Tức là ít quan tâm tới mình á. Buồn thì cũng buồn, nhưng mà mình buồn mình phải dạy dỗ dâu, phải nói cho nó nghe. Nó ừ con đừng có buồn vậy, cũng như con mới lớn lên thì mẹ dạy gì con cũng phải nghe. Nó cũng dạ. Thành ra buồn thì cũng không buồn nhiều. Nhưng nó dạ nó có thực hành không? Có. Vậy bây giờ đi về quê á là cô bác nào lại cũng chào hỏi, cô bác nào cũng khen. Nhưng mà tới bây giờ thì hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không? Không hợp nhau ở chỗ là cái cách chăm con á. Thì mẹ thì thích là cháu phải bụ bẩm thì nó mới gọi là nó khỏe mạnh. Còn em thì con em nó không có được mập. Thì nó kiểu nó tạng người nó là mình dây á, thì nhiều khi bà hay nói là ủa sao hôm nay nó ốm quá vậy, thì cũng hơi buồn mẹ. Nhưng mà nghĩ là tại vì bà thương cháu, bà sợ là cháu ốm hay này kia thì bà không có an tâm, thì cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hơi buồn tí. Gì buồn thì ốm, mẹ nó ốm gì đâu buồn. Nhưng mà có khi nào mình có cảm giác tủi thân hay là buồn điều gì đó chưa? Dạ có, lúc mới làm dâu thì không có hiểu tính mẹ, thì kiểu mà ngày hôm đó thì anh rể ảnh có làm sai nhưng mà mẹ không có biết, thì mẹ nghĩ là em làm thì mẹ la. Thì nghĩ cũng hơi buồn nhưng mà không có khóc ngay lúc đó. Vô phòng xong rồi cái chị chồng mới thấy, chị thứ tư chị mới thấy, chị nói là không có được giận mẹ. Nhưng mà lúc đó không phải là giận mẹ mà kiểu mà buồn thôi, tủi thân thôi. Xong rồi chồng vô chồng khuyên, chồng nói thì cũng kệ đi, buồn thôi, khóc thôi rồi thôi. Kệ đi, mẹ la vậy thôi, mẹ cũng vậy chứ đâu có phải là mẹ có ý xấu gì đâu. Mẹ có dắt em đi giới thiệu mọi người trong hàng xóm này kia không? Dạ có, mỗi lần giới thiệu là mỗi lần chung rượu. Rồi ai uống? Mẹ với con uống luôn. Mẹ uống trước, con uống sau. Vì mỗi lần gặp mẹ sợ quá hả? Không, vui chứ, được uống rượu mà. Trời đất ơi. À, con dâu này hợp với mẹ luôn. Uống theo mẹ là mệt lắm ấy ha. Không, mẹ về dưới quê tiếp khách đó thì mẹ có chiêu. Chứ không phải là mẹ uống hết nhiêu đó đâu. Mẹ có chiêu. Hồi đầu thì chồng nói là mẹ uống ghê lắm. Xong cái bữa hôm đám giỗ thì thấy mẹ hơi dắt cái khăn ở đây nè. Nó nói mẹ làm gì ta. Cái lâu lâu nhìn cái thì ra là mẹ uống xong mẹ phun ra. Ồ vậy hả? Chiêu xưa rồi. Dắt khăn đây uống cái ướt cái khăn. Nhưng mà mẹ mình dẫn mình đi ra mắt mà nhậu nhiều quá vậy thì mình cảm giác mình nào, mình có sợ không? Như là tính của em thì kiểu là không có thích hòa đồng nhiều, kiểu là mình thu mình vô một mình thôi á. Xong rồi cái mẹ dắt đi, cái hôm đầu tiên đi thì hơi bực bội. Thì tối đó về ăn cơm mẹ có nói chuyện, mẹ kêu là mẹ không có phải là mẹ khó tính hay gì hết. Mẹ không phải là mẹ bắt con dâu mẹ phải biết cái này biết cái kia nhiều, mà là phải vui vẻ hòa đồng thì là mẹ thương. Thì đó cũng chưa hiểu vấn đề, thì nghĩ mẹ nói chuyện chơi chơi thôi, không có hiểu vấn đề đâu. Tối về chồng giải thích thì mới hiểu. Thế là từ đó trở đi thì mới rút kinh nghiệm là bây giờ về dưới gặp mẹ là cười. Vui buồn gì cũng cười, cười đại đi. Có bây giờ con dâu nấu nướng rồi cho cô riêng một bữa nào ăn chưa? Nó thì nó ngay nó không biết nấu ăn, nhưng mà mình chỉ. Con mẹ thích gì con biết không? Nó nói con biết mẹ thích bún mắm, bún nước lèo á. Ở miền Tây thì bún nước lèo. Con thích biết mẹ thích không, mà con đi chợ con mua thì nó đi chợ nó mua đồ về nấu hết trơn. Con có biết nấu bóng bún nước lèo không? Dạ không. Mẹ chỉ đó, mẹ chỉ. Mẹ kế bên mẹ chỉ. Làm dâu mẹ là về là
mẹ nấu cơm hoặc là cha nấu cơm cho ăn luôn, chỉ có rửa chén thôi. Từ hồi đám dâu tới giờ con 11 tháng. Ở Sóc Trăng không có nấu được món gì ở Sóc Trăng cho mẹ chồng ăn hết trơn hả? Dạ, không, không có biết nấu ăn đó. Trời ơi. Không biết là Nhung còn nhớ kỷ niệm nào mà mẹ dành cho mình không? Lúc mà em sinh á thì mẹ vô bệnh viện, thì lúc đó hai vợ chồng có cái cãi vã nhỏ nhưng mà không có nghĩ là mẹ để ý, thì mẹ không có nói chuyện với em, mẹ cũng không nói chuyện với chồng, mà mẹ thông qua chị mới nói lại với em là ừ hồi nãy mẹ thấy hai đứa giận nhau á. Cái nói sao chị biết, mẹ biết. Cái nói mẹ nhìn thái độ là mẹ biết rồi, thì không có nghĩ là mẹ quan tâm mình như vậy. Tại vì từ hồi làm dâu tới giờ thì ít có khi nào chia sẻ với mẹ, ít có khi nào mà nói chuyện những cái chuyện lặt vặt như là hôm nay chồng con thế này, hôm nay chồng con thế kia, hoặc là con sao hết, không có nói. Nhưng mà nghĩ thì lần đó cũng nghĩ là bây giờ biết là mẹ thương mình nhiều hơn là cái mình nghĩ. Vậy thì bây giờ có sẵn sàng mà chia sẻ với mẹ nhiều hơn chưa? Dạ hôm nay thì sẵn sàng rồi. Thôi giờ để xem chồng của em nói gì nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay con muốn mẹ với vợ con lên chương trình này để có một kỷ niệm vui, để cho hai mẹ con hòa hợp nhau hơn. Chứ thực sự thì con biết là giữa mẹ với vợ con là không có xích mích gì hết. Nhiều khi những cái chuyện đơn giản như là hai người cãi nhau do chứ nội thôi, mỗi người một cách chăm khác nhau, giống như là ý mẹ mình muốn là cháu nội nhà phải bù bổng, nhưng mà vợ chồng con thì cách chăm con của hai vợ chồng con nó khác. Con chỉ cần con khỏe mạnh, không thiếu chất dinh dưỡng là tụi con vui rồi. Con biết nhiều khi mẹ nói con á, vợ mày này nọ, vợ con tính trẻ con quá, con đang sửa đổi vợ con, nhưng mà thật sự mẹ cũng thấy rồi, vợ con đang thay đổi là hoàn toàn rất là thay đổi. Con bây giờ chỉ mong muốn mẹ với cha tin tưởng với con, đừng cái chiều con nhiều quá. Con sẽ sinh ra thành cái thói quen ở đây con ở với ba mẹ, ba mẹ rất là thương con, cha mẹ đừng lo. Con chỉ muốn mẹ thay đổi nhẹ thôi, mẹ bớt có ăn nhậu nhiều này. Con chỉ cần cha mẹ bây giờ là sống giữ gìn sức khỏe để đợi bé Sóc lớn lên rồi về thăm ông bà nội. Muốn giờ con thay đổi là quan tâm đến mẹ nhiều hơn, điện thoại liên lạc với cha mẹ nhiều hơn, vui vẻ hòa đồng hơn. Bình thường á là cha mẹ sẽ lo lắng vì con nhậu quá nhiều, còn đằng này ngược lại, con lo lắng vì mẹ nhậu quá nhiều. Khuyên mẹ bớt ăn nhậu. Cô khi mà nghe con cô nói như thế thì cô cảm nhận thế nào? Thì nó cũng nghe con nói gì cũng là tội nghiệp, cũng hơi buồn. Buồn là thưa con mình nó quan tâm tới cha mẹ. Thôi con nói vậy nên mình cũng không phải là nghe lời con, nhưng mình cũng bớt lại như vậy để con nó thương mình, nó mới phiên như vậy. Chỉ nó phiên mình thôi, vì mẹ cũng là cảm ơn con là phiên được, là phiên vậy thương mẹ, quan tâm tới mẹ. Cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình, bởi vì hai mẹ con cũng có nhiều mâu thuẫn với nhau. Hôm nay thì trong chương trình thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Thôi bây giờ mẹ nói với con là từ đây vừa rồi thì rồi không có gì để xích mích, nhưng mà mẹ mong muốn từ đây về tới sau, tới mãi mãi tới già là con phải sống như vậy, đừng có hơn nữa, đừng có giận buồn mẹ nữa, biết tính mẹ rồi đừng buồn mẹ nữa vậy thôi. Hôm nay thì con có muốn hứa gì với mẹ không, nói đi. Con hứa là con là con dâu ngoan của mẹ, biết nghe lời mẹ, không có buồn phiền gì mẹ hết. Cảm ơn con. Hai mẹ con ơn mẹ nào. Rồi gửi lời thăm bà con Cù Lao Dung Sóc Trăng nha. Cảm ơn chú. Rồi, chúc cô sức khỏe. Đây một món quà gửi về gia đình để có đi xem chương trình nhớ Quỳnh Linh với Lê Lộc nha.